Xin chào mọi người, hôm nay cửa hàng dịch vụ khoa bên mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng nồi nồi sạc Pro 100. Mình sẽ sử dụng một lượng sạc vừa đủ vào cái nồi. Mình sẽ cắm đường điện. Đây là công tắc nguồn thì mình sẽ bắn theo chiều kim đồng hồ. Nút màu đỏ đây thì chứng tỏ là nguồn điện đang vào nồi. Các bạn chọn mức năng ở mức nhiệt độ phù hợp với nồi. Sau khi sau một thời gian thì sạc sẽ tan chảy. Bạn tắt nguồn điện. Chờ cho sạc nguội thì em sẽ quát một lần lượng sạc vừa đủ trên những vùng cần triệt lóng. Mình sẽ giảm một lượng giấy thì tầm 10 đến 15 giây mình sẽ dần ngược theo chiều phát triển của lóng. Mình dùng khăn hoặc giấy thấm mềm dung dịch để làm sạch giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.